Tiểu thương chợ trung tâm Hải Hà bị buộc phải dời chỗ, tin từ Quảng Ninh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định cưỡng bách các tiểu thương chợ trung tâm Hải Hà trong dịp gần Tết Nguyên Đán buộc di chuyển sang chợ mới cách xa trung tâm huyện. Chính sách đền bù không thỏa đáng làm cho các hộ không đồng ý, một số hộ nhất định không chịu di chuyển vì chưa nhận đền bù. Tính cho đến 9 giờ ngày 19 tháng 1, mới có 72 trong số 336 nhà tiểu thương chấp nhận di chuyển và ghi tên di chuyển. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hòa, tính chờ đến nay thì qua công tác tiếp xúc, vận động đối với 366 tiểu thương hiện đang kinh doanh tại chợ trung tâm Hải Hà, nhưng chưa đạt được kết quả. Hiện huyện Hải Hà tiếp tục chỉ huy các tổ công tác, các cấp, các ngành trong huyện tiếp tục cưỡng bách, tuyên bố hạn chót phải dời là ngày 22 tháng 1. Thời gian gần đây, tại Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung, Cộng sản Việt Nam luôn luôn gặp rất nhiều khó khăn khi khởi công thực hiện các công trình xây cất vì người dân không được đền bù hợp lý, gây ra những tranh chấp căng thẳng dẫn đến chống đối và khiếu nại khắp nơi.